Mình xin chào tất cả các bạn vào buổi sáng. Mình cũng xin chúc tất cả các bạn đang xem video mình ngày mới thật nhiều niềm vui và sức khỏe. Thì hôm qua các bạn, chiều hôm qua quê mình có một cơn mưa rất lớn nha các bạn. Cho nên mình có đem ba cái lú ra cái vườn của ông chú cũng gần nhà mình nha các bạn, chứ không phải cái vườn cũ nha các bạn, này là cái vườn mới. Cái điểm mới đó. Mình có bảy ba cái lú. Thì mình đặt lú này á, chủ yếu là trời mưa, mình canh mình bắt ếch nó xuống mấy cái mương này nó kiếm chỗ nó đẻ các bạn. Với mình bắt cua đồng luôn nha các bạn. Tại vì ngày hôm qua lúc mình đi đặt á, thì mình thấy dưới cái mương này á, cũng có mớ cua đồng, nó cũng có bò thôi cặp mé lai gai đó. Cho nên mình đặt mình đón bắt ếch với bắt cua đồng. Thì mình cũng ra tới điểm rồi. Cái điểm địa điểm mình đặt là ở đây nha các bạn, trong cái vùng nuôi cá. Tại dạo này quê mình á, trên cánh đồng không còn bắt ếch được nữa nha các bạn. Lúa người ta xạ đã chỗ hết rồi. Cho nên mình có bắt ếch thì đón những đám mưa này á, thì mình sẽ đặt theo những cái mương để kiếm những con ếch nó xuống bắt cặp á, nó lằn nó vô cái lú mình nha các bạn. Thì mình đặt ếch bằng lú các bạn ơi. Cái địa điểm mình đặt hôm nay là ba cái lú nha các bạn. Nói chung là ba cái lú này thì ba lú mình mới mua đó các bạn ơi, còn hai lú cũ mình còn bỏ ở nhà. Mình đem có ba cái lú mới ra mình đặt mình test thử nha các bạn. Thì cũng để tránh mất thời gian các bạn, mình sẽ quay camera lại, mình mời các bạn trải nghiệm cùng mình thăm ba chiếc lú coi có dính được mớ cua, mớ ếch, mớ cá gì không nha các bạn. Mà nó nào ngay khu này thì chỉ có lươn hoặc là cua đồng hoặc là ếch thôi, chứ không có cá nha các bạn. Tại cái vuông nuôi cá nhưng mà ta đổ cá hương đó các bạn. Cá hương thì nó rất là nhỏ, cá hương thì nó đầu bằng khoảng thả bột các bạn, thì các bạn biết rồi, nó lên cá con mới lên được cá bự á, thì nói chung là cá là không dính đó. Tại vì vuông nuôi cá thì không có cá tạp ở trong. Cá hương thì nhỏ lắm, nó sẽ lọt lú mình. Thì cũng để tránh mất thời gian các bạn, mình sẽ quay camera lại, mình mời các bạn trải nghiệm cùng mình thăm ba cái lú coi sao nha các bạn. Thì mình đặt đây một cái lú nha các bạn. Tuốt cái góc bên đó xanh xanh bên đó các bạn là một cái, với đầu bên đây cái là ba cái lú nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành xuống thăm. Thì hành trang mình đem theo là một cái thao với hai cái túi. Mình thấy có giận giận nước chắc có dính nữa các bạn. Cái vuông này thì ông chú ông cho vô cũng cả tầng trước các bạn ơi. Mình phát hiện cũng hơi trễ cho nên này chắc mình đoán nó dính sẽ không mạnh nha các bạn. Thông thường á mấy cái mương nào mới cho nước vô á thì con ếch nó dính mấy mạnh hơn là cái vuông nước cũ nha các bạn. Tại quê mình á thì dạo này trên cánh đồng ta xả lúa hết à, không còn đặt ếch trên cánh đồng được nữa, chỉ đặt theo những cái vuông nuôi cá thôi. Mấy vuông nuôi cá thì mấy ông chú phái mình đặt lắm, tại vì khi mình đặt á thì mình bắt mấy con ếch á, nó xuống đây nè các bạn, nó đẻ á, nó đẻ ra rồi cái nó sẽ ăn con cá giống á, cá hương cá nhỏ đó các bạn. Cho nên mình hỏi một tiếng là ông chú cũng cho đặt liền ha. Cái này có dính nè các bạn ơi, được mới cua nữa nè. Để mình coi chút rồi đầu đẳng ra được mấy con. Cũng được hai ba con nữa các bạn. Hai con. Chú qua anh đây con nữa các bạn. Rồi, cái này được có hai con bạn ơi, dương mới cua đồng nha các bạn. Bữa nay mình sẽ bắt luôn cua đồng bạn ơi. Cua cũng đỡ nè. Mình bắt luôn cua đồng. Để nói chung thì bắt cái này á, có nhiều á thì mình mới bán, còn có ít á thì nhiều khi mình để ăn cũng cải thiện được bữa ăn nha các bạn. Như cua đồng này thì mình nấu canh cũng ngon lắm, nấu canh mùng tê hoặc là rau dường mình đó các bạn, rau dịu đồ đó rất là ngon. Còn ếch này thì mình xào xả ớt đồ cũng được, cải thiện được bữa ăn, khỏi đi chợ, ở quê là vậy đó nha các bạn. Đây được hai chú nè, hai chú với mớ cua. Để mình lại cái đồng đây mình thăm luôn nha các bạn, cái mình chút cái một. Cái đẳng thấy cũng sáng sáng nước kìa. Thông thường đó, nó có dính đó, là nó vô. Nó vô hai cái đầu không các bạn, ít có ở khoảng giữa lắm. Tại do nó dính nó lằn á, cái lú này của mình á thì nó có nhiều cái mặt gì nè các bạn. Đó. Đây một đường vô nè, bên đây đường vô nè. Còn đây đường bít thì bên đây nó sẽ cũng có cái gì nha các bạn. Ví dụ nó xuống mương rồi nó lằn lên cũng dính, mà ở trên bờ nó lằn xuống cũng dính nữa. Này khu nào có cá mình đặt dạng dính cá nha các bạn, nhưng mà tại khu này á, là ông chú ông nuôi cá nhưng mà cá hương nó nhỏ lắm, cái lưới của mình là nó sẽ lọt nha các bạn. Mình đặt chủ yếu này là bắt cua đồng với bắt ếch với bắt lươn rồi các bạn, có lươn vô thì dẫn dính, lươn bự, còn lươn nhỏ nó cũng lọt. Rồi cái này cũng được ba con các bạn ơi, này con còn ít cái bự nè. Ít cái cũng bành luki nữa các bạn, còn ít đực thì hơi nhỏ. Cái khu bên nhà mình bạn dạt sau hè nhà mình á, cái mấy cái vuông gần nhà mà của mình á, mấy vuông nó ếch nó dữ. Bên đây chắc ếch không bằng bển nè, đây đừng con ếch bự nè, con này cũng chà bá nè.
Thì mấy cái lú này mình cũng mới mua hôm nay, mới chát luôn á. Mới test cử đầu luôn đó. mình cũng đón trời mưa đừng mình đi đặt nè. Với tới thu hoạch trên đồng á, thu hoạch lúa trên đồng mà có mưa xuống mình đặt trên đồng nó vẫn dính. Rồi, giờ để mình bắt con mấy con ếch này ra rồi mình đi tới mấy cái lú tiếp theo nha các bạn. Còn hai cái ở đầu ngoài đó nữa đó, bên đó ăn cái với bên đó ăn cái. Tại mình có con tay à, cho nên mình không có quay được cảnh bắt, các bạn cũng thông cảm ha. Bên trước mình cái. Nãy mình thăm cái lú đầu tiên dính đâu được 5 con ếch với một mớ cua mà mình làm đi hết con ếch các bạn, còn 4 con nè. Mình có con tay á. Mình xây xây cái mình cầm ở trên đầu lú, cái con tay kia mình thọc vô mình bắt. Cái lú chỗ đó được 3 con. 3 con nó nhảy đi 1 con, còn 2 con với cái đồng kia được 2 con, nó được 5 con đi 1 con, còn 4 con nữa bạn. Mà ếch bên đây thì bự không bằng cái ếch cái bữa ở bên luồng ở bên nhà mình bạn. Có con ếch cái thì bự à. Còn mấy ếch đực không bự không. Như được mới cua đồng nè. Thôi cái túi này dính cua đồng hết biết bạn ơi. Không dính ếch, dính cua đồng cũng được. Cũng về nấu được nồi canh rồi nghe các bạn, cải thiện cuộc cải thiện bữa ăn trong gia đình luôn. Cỡ này quê mình thì nói chung đi săn bắt nó cũng gặp khó lắm nghe các bạn, tại do quê mình hiện giờ đi bẫy mình bịp rồi cũng không được nữa. Tại do mấy cái khu vườn á, chủ vườn ta đi tới luôn người ta tứ nhiều quá cho nên mình khó bẫy bìm bịp. Hồi cái nãy dính nhiều lắm bạn ơi, nãy dính đâu chừng ký mấy cua à. Ký mấy cua gì đó. Nè, hết biết cua không? Đầu này không dính con ếch nào luôn rồi. Để mình lại đầu đẳng thử coi. Cua đồng này thì quê mình cũng 40-50k ký nha các bạn, có mấy con cần kình nữa nè. Mà mình bắt này về đa số mình nấu canh ăn đa số. Bữa nào nhiều lắm mình mới bán thôi. Hy vọng mấy cái sau này dính cơ, còn mấy bên bên đó một cái nữa nghe các bạn. Bên đó một cái nữa đó. Cái này mình thấy hiu quá nè. Rồi cái này như dính được 1 con đó vậy bạn ơi. Rồi được 1 con bạn ơi. Con này ít đực nữa. Vì là khu này không có ếch nhiều bạn, chứ thông thường mình đặt lú này á, con ếch đực nó vô á, nó kêu rồi cái làm mấy ếch cái nó bu lại dữ lắm nha các bạn. Giờ khu này dính cũng yếu, không mạnh bằng cái khu sau hè nhà mình. Khu sau hè nhà mình mấy cái vuông của ông chú sau hè nhà mình á, vuông đó nhiều. Mình lại đặng mình chút cái bầy cua đằng trước đi. Tại có con ếch chẳng quá, mình chút ra chịch nó nhảy. Nếu con ếch thì mình phải bắt ếch ra rồi mới chút cua được. Cái đầu này dính cua nhiều nè. Đầu này đâu một đống cua. Cái này hơi mình cuốn luôn nha các bạn. Tại nó dính cũng yếu mình không có để. Khu nào nó dính ếch nhiều nhiều mình mới để. Còn dính ít ít này mình cuốn về. Một tấm cua nữa các bạn. Đã tí cua. Này là cua đồng mình đó nghe các bạn. Cua đồng chánh tâm của quê mình á. Hết biết không, túi này một đống cua các bạn. Cái này bắt cua cách này cũng đơn giản nha các bạn. Đặt trời có mưa cái mát mát mình đặt mình là lún xuống là cua chạy vậy nè. Rồi giờ để mình ngưng máy bạn ơi, để mình ngưng máy mình lôi cái lún này lên trên bờ luôn, tại vì bữa nay mình cũng cuốn nó luôn rồi, do nó dính cũng ếch cũng yếu á nên mình quyết định cuốn về. Khi nào có trời mưa kiếm mấy cái điểm nào im im á thì mình sẽ đặt tiếp. Tới đây là cái cuối cùng. Ngày hôm qua mình thấy cơn mưa lớn quá, mình đem đi đặt vậy mà nó dính ếch cũng không mạnh mà. Tại do mưa này chắc nước như nó ôi nước rồi. Nó vô, tại vô nước, ông chú cũng vô nước rồi 4-5 ngày trước rồi. Nên nó bị ôi nước á, nó dính yếu. Nãy thì nãy giờ đâu được mới có 5 con nghe các bạn, 6 con làm đi 1 con là được 5 ếch. Đợi cũng đủ bữa ăn nghe các bạn. Với được mới cua đồng nè. Thì ngày hôm qua mình cũng có đi đặt mà mình đặt
đi đặt mà mình không quay chia sẻ được các bạn là do ở gần quê mình á, gần cái điểm mình đặt này nè, có cái đám, có đám người ta ca hát quá à, rồi mình không có quay luôn, nên sáng nay mình mới đi thăm, mình mới chia sẻ được nè. Rồi cái này chạy cua không bạn ơi, chạy cua nhóc trơn nè, nó không chạy ếch mà chạy cua. Chỗ này ba nước xanh quá, tắp về cái góc này để mình lại đầu đẳng coi có dính ếch không. Này thiện hơi mình quay lại mình cuốn luôn. Khu nào dính nhiều mình còn để mấy khu dính yếu yếu là mình cuốn à. Thôi, này được hai con bạn ơi. Đầu này nó cạn nên nó không dính cua các bạn, mà nó dính được hàng ếch. Đầu đẳng dính cua, đầu này dính ếch. Hàng ếch cũng chậm chậm các bạn. Hàng ếch cũng trọng trọng chứ không bự hung. Ếch đực, hang này hai ếch đực. Tại khu này không có ếch cái nhiều bằng, chứ có ếch cái nhiều ha. Thông thường ếch đực nó vô nó kêu, là còn ếch cái nó sẽ kiếm nó lại nó bắt cặp nha các bạn. Khu này làm như không có ếch cái gì á, chứ yêu cầu mà chạy chừng một con, một con hai con ếch đực thôi là bắt đầu ếch cái nó dính dữ lắm, dính. Tại thông thường á, con ếch nó nghe tiếng con ếch đực, ếch cái nó nghe tiếng ếch đực kêu nó phân lại dữ lắm, mà này nó không ấy nhiều. Rồi giờ để mình ngưng máng cái các bạn ơi, mình cuốn mấy cái lú này mình về ra chỗ gần chiếc xe mình ha. Rồi được nhiêu mà mình quay thành quả đi thăm ba cái lú sau cơn mưa ở miền Tây mình nha các bạn, coi được bao nhiêu. Cua đồng thì nhiều rồi đó. Mình cũng vừa cuốn mấy cái lú rồi nha các bạn, ba cái lú mình để đây các bạn, dưới bó cây mình đây. Hồi nãy mình làm sảy con ếch dở nổi đó bạn, cục đen đen đó bạn, đó cục đen đen chỗ đó bạn, lạ nổi đầu đó bạn. Mình làm sảy nó nhảy xuống mương dở lặn lại lú đầu lên nổi đó đó. Thì nói chung bữa nay các bạn mình thăm ba cái lú này thì nó dính cũng không được nhiều nha các bạn, đâu được chừng ký mấy ếch đồng mà, chứ đâu được chừng hai ký ngoài cua gì nha các bạn. Đây thành quả của mình đây. Cua đồng, nói chung cua đồng cũng ngon nha các bạn, cua đồng này cũng bự bự không à. Cua đồng này thì về chắc bữa nay mình sẽ nấu canh nha các bạn, nấu canh rau dịu với đột nhãn lòng rồi nha các bạn, nói chung ngon lắm. Còn số má ếch này thì chắc mình xào sả ớt cũng cải thiện được một bữa ăn nha các bạn. Nói chung thì ở quê mình thì cũng đơn giản, bạn săn bắt ví dụ như có nhiều á thì mình sẽ bán để lấy tiền, còn khi nào ít á thì mình cũng kiếm được bữa ăn nha các bạn. Được đâu ký mấy ếch đồng, mẹ 8 con mình làm sảy hết một con, còn 7 con, cái con này cũng tầm ký mấy nha các bạn. Ếch này thì cũng có con hay con trọng trọng nè, còn như nó không bự bằng cái ếch bên sau hè nhà mình, là mấy video trước mình cũng có đăng đó bạn. Thì cái khu bên đó ếch nó bự hơn khu này, nó nhiều hơn nữa. Khu đó tính ra mình đặt bữa đó hai cái hả, bữa đó mình đặt có hai cái lú mà nó dính 4 kg mấy ếch các bạn. Ngày qua mình thấy cơn mưa to quá, xong cái mình xách mấy cái lú qua cái vuông đây mình đặt thử thì nó nào ngay á, thì trong quá trình mình đi đặt á thì gần đây có cái đám nên mình không có quay được cái lúc đi đặt á, mong các bạn cũng thông cảm nha. Cho nên sáng nay đi thăm thì mình mới chia sẻ được. Rồi bây giờ mình cũng xin kết thúc video ở đây. Nếu các bạn có xem kênh mình thì cũng nhớ ủng hộ mình bằng cách đăng ký hoặc cho một like, một chia sẻ gì nghe các bạn, để mình có động lực đó mình làm nhiều video về đề tài săn bắt hơn. Thì mình cũng máy bay các bạn, hẹn gặp các bạn ở video sau.